làm trò gì đấy? Hả? Cô là đồng nghiệp của tôi, cô làm cái gì đấy? Hey Spy. Kìa. Điên à? Làm gì đấy? Thì em nhớ anh, em sang thăm anh thôi. Anh chẳng quan tâm gì em cả. Hôm nay anh mệt, về đi, không khác sao. Em biết ngay anh cũng nói thế mà. Nên là em đã chuẩn bị sẵn thứ để làm anh hưng phấn rồi đấy. Đâu dính người ta. Hai bên ra nào. Biết chơi đấy. Alo, Thuận à? Này em có đi làm không? Sao cơ? Em bị ốm á? Hay là để anh sang với em nhá? Chưa anh lo cho em lắm. Anh biết rồi, anh sang ngay đây. Mày sang đâu? Mày còn định trốn được không? Cô nói liên thuyên cái gì đấy? Hả? Tao phải đi ngủ với thằng khác, cặp với thằng khác để cho mày có tiền tiêu đấy. Sao bây giờ mày bị rừng mỡ à? Mày đi theo con khác à? Cô nói liên thuyên cái gì ấy? Tôi không hiểu. Tôi đang gọi điện cho thằng Hoàng. Mày gọi thằng Hoàng á? Chắc chắn là mày không gọi cho nó. Không có chuyện mày gọi cho nó. Mà anh em ngọt xuân như thế được đâu? Thì tôi đang dạy nó cách tán gái. Mang điện thoại ra đây. Mang ra đây. Nếu như bây giờ tôi gọi cuộc điện thoại gần nhất, nó mà là thằng Hoàng ấy, thì cô đừng có trách. Alo. Mày bị Triều Tiên à? Nghe đi. Không có chuyện là mày gọi cho nó đâu nhá. Tao không bao giờ tao tin. Bỏ cái tay ra. Mày không lấy đúng không? Để tao lấy. Này, tao nói cho mày biết, nếu mà cảm thấy đã không tin tưởng nhau ấy, đi bỏ thì chia tay đi. Anh nhớ em lắm đấy. Mãi mới cơ hội để được gặp em. Anh cứ ngọt ngào thế này thì nhớ cô chết lắm đấy nhá. Kệ các cô chứ. Anh chỉ có một mình em thôi. Anh bảo này, ở đây chờ anh một chút nhá. Để anh đi lấy xe. Dạ vâng ạ. Xin lỗi. Không có gì đâu. Em ngợi người yêu à? Dạ vâng. Nhưng mà chị là ai? Chị là ai à? Tao là người yêu của thằng người yêu mày đấy. Chị à? Chị... Mày động vào ai thì được, chứ mày đứng động vào tao. Đồ của tao sao mày dám động vào hắn kia? Hả? Em không có. Chị ơi, em không phải biết đấy, em đã có người yêu rồi. Mày không biết thì bây giờ mày biết rồi đấy. Chị ơi. Mày động vào ai thì được, chứ mày đứng động vào tao. Chị ơi. Chị, em không xin lỗi ạ. Này, cô làm cái gì đấy hả? Cô là đồng nghiệp của tôi, cô làm cái gì đấy? Đồng nghiệp không? Đồng nghiệp à? Đồng nghiệp mà chúng mày mèo hả? À? Đồng chất mặt tao thế à? Cái chất mày! Mày bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Em chạy trước đi, ở đây để lo cho. Tao chịu
hơi lâu rồi nhá. Bây giờ mày muốn thế nào hả? Tao cấm mày động vào cô, mày nghe rõ chưa? Im mồm!